Thế cô chú ơi, mới có 10 giờ mấy sáng, bây giờ nó thay đồ bơi, nó ra nó ngồi rồi, bây giờ nó ngồi lên đây để nó chơi cái con, nó leo lên con unicorn. Hả? Gì? Con kia mày tắm với con hả? Thôi bây giờ còn sớm lắm, mẹ chưa có tắm đâu. Con nhảy đi. Sao không? Sao vậy? Không muốn hả? Ok, không muốn thôi. Ôi ơi, sao hồi bữa con một hai con đòi mà giờ con nói là đừng có đeo có bỏ này lên con nữa. Cũng tất cả là con không á. Con nhảy xuống đi không sao hết, mẹ ngồi đây. Nữa, vậy thôi ngồi xuống dưới nước trước đi, ngồi xuống dưới nước trước đi. Khoan nhảy đó. Lúc nào mà trước khi xuống hồ bơi nó cũng nhát hết á. Ai mua chay chay? Ai mua? Không không. Con mà ngồi lên con đó là con phải có cái áo phao chứ, mà con ngồi trên con đó mà con không có áo phao mày đẩy con đi ra là lỡ con té xuống dưới sao? Làm gì vậy? À, không được, không được, không được, không được. Không được, không được, không có được cái đổ nước đó xuống dưới cái hồ này. Chơi gì chơi lạ lùng vậy? Nay chơi mặc bikini hai mảnh luôn, con chú thấy không? Rồi, làm dáng chụp hình coi, tạo dáng chụp hình. Tạo dáng coi. No, nhưng mà con tạo dáng chụp hình cho mẹ trước đi. Rồi, tạo dáng chụp hình. Ủa? Tạo dáng chụp hình chứ có phải làm con khỉ đâu mà tạo dáng gì kỳ vậy? Rồi, tạo dáng lại. Tạo dáng dễ thương, tạo dáng dễ thương. Con tạo dáng chạy đi, stop. Tạo dáng dễ thương ơi, tạo dáng dễ thương. À, cái này là cái tạo dáng sao? Vậy thôi nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi. Mom can catch me. No, you can do it yourself. No. Con tạo dáng dễ thương đi rồi mày làm. Tạo dáng chụp hình coi. Tạo chi lại vậy chay? Cười đàng hoàng, con người mình phải tạo đàng hoàng cái dáng chứ. Lạ lùng thiệt đó chứ. Nằm ơi, con nằm ở dưới nước này coi. Con nằm ở dưới nước luôn, con nằm ở dưới nước luôn được á. Nằm xuống nước này nè, nằm xuống. Lay down. Nằm xuống. Hồi nãy con bên sàn Bali nó bị úp mặt vô tường sao chay? Nãy bên sàn Bali úp mặt vô tường sao? À, con quậy đi là mẹ cho úp mặt vô tường luôn. Trời ơi, con unicorn nó nằm hồ. Cái hồ này chắc được mấy con ta? À, chuẩn bị ngày mai mấy cái dòng á hả, mấy cái dòng lội nước nó về tới chay. Để ngày mai mẹ ngày mai cái mẹ mình hai mẹ con mình tắm rồi là con được bơi qua mấy cái dòng đó luôn á. Để mẹ mua cái GoPro để mẹ quay con bơi dưới nước cho cô chú coi nha. GoPro để mẹ quay con, để mẹ quay con bơi dưới nước. Đúng rồi đó, có lý á chay nha. Trời ơi, để con quay con khúc phim cho cô chú coi bơi dưới nước mà tôi phải tốn tiền đi mua cái máy GoPro trời. Ôi đất ơi. Để mày gọi mày hỏi ba bảo coi cái Osmo Pocket có quay được ở dưới nước không ta? Được hay không ta, để gọi ba bảo thử coi. Có chống nước không vậy ta? Bào Trí Quỳnh. Để gọi cho Bào Trí Quỳnh. Cái gì? À, cái Osmo Pocket đó là có quay được dưới nước bảo. Quay được, quay cái màu sắc cũng được. Nhưng mà cũng chưa có đúng ý Ngọc lắm. Trời ơi, thì cái pocket thì phải nhẹ thôi. Nhẹ mà nó không có rung đã lắm. Cái đó thì nó cũng phải không? Vậy thôi chứ. Nhưng mà quay cái clip là được. Clip xong rồi ấy, lúc thẻ là làm thì được.
không, hay là giờ vô cái thẻ nó thẻ nhớ nó ít quá. 5, 2, 6, 4, 4. Ủa chứ mình không có bỏ thẻ nhớ khác vô được hả? Không, tính mua một ngọc, tính mua một cái quay dưới nước cho ông dây, tại vì chuẩn bị mua mấy cái dòng để nó bơi từ cái dòng này qua cái dòng kia dưới nước thôi. Gì mẹ ơi, sao chụp con ngồi xuống? Ô, đó. Không được rồi, không được rồi, chơi kiểu này là không được. Cái chân này nè phải thõng lên để cái quần này nó trượt xuống thôi, chứ con làm vậy là có ngày con cái đầu con chuối xuống là chết, không được. Bây giờ làm, trời, có cái bằng chân nữa kìa. Bây giờ làm lại nghe chưa? No, but you did it. It wasn't safe when you do that. Con, you did it, but it wasn't a safe way. Okay? Hả? Nè, cái chân con mà rít vậy nè, là nó là không được nè. Từ từ thôi. Đâu có như vậy được. Thôi nghỉ chơi trên này đi. Rồi leo lên kia. Leo lên. Rồi chay bữa nay đi ra chơi với cát nữa nè cô chú ơi. It's really salty. Hả? It's not salty. Để mẹ giúp con này nè, mẹ sẽ lọc cái này ra, mẹ lừa cái này ra. Lừa cái này ra cho nó hết mấy cái dơ này nè, thấy chưa? Hồi nãy con nói mẹ đi đà sao? Nói đà sung. À, mà đi đào min hả? Lý do sao mà đi đào min con? Because he mean to her mother. Ồ, mày đi đào min với mẹ của mày đi đào hả? Mà đi đào đã làm gì mẹ mình ta? Her witch. Witch spell into this witch. A blue witch. À đi đào biến mẹ mình thành một con quái vật phải không? Mà lý do tại sao mà ai đi đào muốn biến mẹ của mình thành một con quái vật vậy con? Lý do làm sao vậy? Tại vì sao? Tại vì mẹ của mẹ đi đà bắt mẹ đi đà làm gì? Biết mẹ đà. Mà mỗi mốt con có biến mẹ thành quái vật không? Dạ không. Con có thương mẹ không? Dạ mẹ. Con muốn biến mẹ thành gì? Thành cái toy. Trời, con biến mẹ thành đồ chơi hả? Trời ơi trời. Vậy là biết làm sao không? Tại vì nó muốn biến mẹ thành cái đồ chơi, tại vì nó là người thích cái chơi cái đồ chơi nhất cái cô chú, nên là nó biến mẹ nó thành cái gì mà nó thích nhất, đúng không chay? Đúng không? Mẹ có nói đúng không? Trời ơi, nó không có biến mẹ nó thành quái vật nha, biến mẹ thành đồ chơi. Rồi con biến mẹ thành đồ chơi gì? Thôi con Alex. Đồ chơi Alex hả? Dạ. Con biến mẹ thành đồ chơi hả? Rồi sao mẹ nói chuyện với con được? Hả? Đồ chơi ngồi im đó thôi chứ đâu có nói chuyện với con được đâu, đâu có tắm cho con được đâu. Mom, I want to tắm mà. Con không tắm hả? À, không tắm được thôi, khỏi tắm. Rồi mẹ đâu có cho con ăn được đâu. Con có ăn không? Không. Không ăn luôn hả? Rồi không cần ăn luôn. Trời ơi, làm gì vậy? Gì mà nhảy múa múa vậy? Rồi, mình chơi cái này xong rồi hai mẹ con mình đi tắm nha. No, Mom. Ủa sao vậy? Because I don't want to. I will float away. Ôi trời ơi, sao nãy con dụ mẹ ra đây, con nói mẹ chơi với con này đi rồi con đi bơi với mẹ mà. You tricked me. Con lừa mẹ hả? Mom, can you have that? Chưa, để mẹ lọc cái này ra cho con coi nè. Trời ơi, nãy mẹ sàng lọc quá trời luôn. Trời ơi, con lừa mẹ. You trick me. JD, you trick me. Nó hai mẹ con sáng giờ vất vả rồi cô chú, giờ tới giờ chơi thôi, chơi và tận hưởng thôi. Ngày mai mẹ nghĩ là phải đi Costco thêm đó chay. Biết chi không? Để mua thêm mấy cái ra giường đồ này kia, chứ một bộ ra giường đâu có đủ. Cho người ta mướn một cái bộ đâu có đủ đâu. Phải mua thêm mấy bộ nữa. Mấy bộ nữa để hả, thí dụ như người này vô cái xong rồi cái mấy cái bà dọn dẹp á, cái bà đổi, bà đi giặt xong bà đổi mấy cái khác, chứ hai phải có hai ba cái ra niệm mới đủ, chứ còn có ít đâu có đủ. Rồi ơi, coi nè cô chú nè,
mấy cái xác của cái lá cây đồ này kia rụng vô đâu quá trời nè. Rồi này, này mấy nó giục này đi. Rồi nè, chơi đi. À, con đang chơi con gì á? Con đó con gì á? Con fishy. Con fishy tên tiếng Việt là con gì? Mom use this one. Con fish tiếng Việt là con gì? Mom use this one. Nhưng mà con fishy tiếng Việt là tên gì? Like underwater. Ở dưới nước nhưng mà tiếng Việt là gì? Fish. Fish tiếng Việt fishy. Là con gì? Con gì? Fishy. Con cá. Con cá. Đúng rồi. Mommy, get this one. Mẹ chơi con này. Con biết con này là con gì không? Yeah, con này tiếng Anh á. Không, con này tiếng Việt á là cá ngựa. Cá ngựa. Ừ. Biết tiếng Việt thôi, khỏi biết tiếng Anh chứ. Mommy, biết tiếng Anh không? Mốt đọc tiếng Anh không? Sugar. Sugar, mom. Ừ. À, ok. Vậy mày đóng vô vậy phải không? Ừ. Đó, đó. Oopsies. Con nhớ hôm qua con đổ cát đầy trên đầu của con không? Oopsies. Oopsies sao? Oopsies, I just... Con đổ, con lỡ phải không? Yeah, yeah. Ừ, nó mỗi lần nó lỡ làm gì là nó oopsie đó cô chú. Mày có nhiều tiếng mắc cười lắm. Giống như Việt Nam mình thì bị gì cái uya. Hoặc là la lên a, à, còn Mỹ là oopsie. Mỹ dữ lắm. Tại đặt đồ nó tiếng Mỹ đồ ghê lắm. Oopsie nữa. You're welcome. Để bữa nào ngày mai thì nãy mẹ quên nói ông Dũng, để ngày mai ông Dũng có đi đi Home Depot mua giùm con bao cát nha. Đúng rồi, đổ ra đó. Mua bao cát để về chơi nha, mẹ với trai chơi nha. Đổ cát cho đầy đầy lên hả con ha. Mom. Hả? Just go like this. À, bỏ lên vậy hả con? Let me help you. Con mẹ ơi, để con giúp mẹ. Mẹ ơi, để con giúp mẹ. A big sand. Cái cát này màu gì con? Cát màu silver. Màu silver, oh, màu bạc. Oh, cát là màu bạc. Hay ta. Yeah, this is sand. Mẹ tưởng là cát màu trắng chứ. It's silver. Chay ơi, con có nhớ cái lớp học múa ba lê không? Uh-huh. Con có muốn đi học múa ba lê không? Không hả? Sao vậy? Con có muốn về nhà chơi với Audrey không? Dạ không. Mình dạ sao? Mẹ. Ờ dạ mẹ. Đúng rồi. I forgot. À con quên nói lộn phải không? Nói nhanh quá nói lộn, bởi vì trước khi nói mình phải suy nghĩ nha con. Trước khi nói mình phải suy nghĩ nha con. Uh-huh. Dạ mẹ. Are you sad? Ừ, thôi nè, quá trời luôn. Giúp để mày giúp. Nhiều, mom. Ừ? No. Mẹ ơi, để con làm. Nói coi. Mẹ ơi, để con làm. Nói đi, mẹ ơi, để con làm. Chày á. Văng mẹ. Qua đây hả, tính ở có mấy ngày đem có mấy bộ đồ rồi cuối cùng có mấy bộ đồ mặc đi mặc lại biết. Đúng rồi, che lại, đúng rồi, ngồi sao để che lại. Đó, ngồi sao sửa tư thế ngay chưa, không có banh ra không, nó để ý xuống cái quần đó, nó thấy cái quần nó ấy ra quá đó cô chú, cái nó thẳng cái chân nó ra, nó ghê không, ý thức dễ sợ chưa, mới bơi lớn, mới bơi lớn rồi đó, ý thức dữ chưa, trời ơi đó, gắn chân mẹ. Ngọc thấy những người mà ở mấy cái vùng này á, mà đi làm móng tay móng chân uổng ghê luôn á, các bạn biết sao uổng không? Tại vì Ngọc thấy là khi mà các bạn xuống dưới vùng này mình đi biển đi đồ là cái chân mình nó sẽ nằm dưới cát, mà khi mà chân nằm dưới cát cái màu nó sẽ cũ. Rồi thứ hai là khi mà bạn xịt cái chống nắng lên thì hả chống nắng nó sẽ dính vô và nó làm cái màu bị mờ của cái chân Ngọc này, nhìn ra thấy gớm không? Trời đất ơi, bây giờ phải sao mà có acetato nó đi chùi ra chứ nhìn thấy gớm quá đi. Mà giờ mà sao đi ra làm neo được, làm đi ra làm rồi ai giữ con chay, rồi ai ở nhà ấy rồi sao làm? Trời ơi, mong chân nó thấy ghê. Let me have the sand.